Còn ngoài bán cái này một ngày thì ngoài được bao nhiêu? Ngày vậy là được có mười mấy ngàn có cân thì bán ế không có ăn nào mà cũng phải đi bán vậy. Vậy là ngoài nhịn tối buổi sáng luôn đó hả? Chứ mười mấy ngàn lấy gì mà ăn? Chưa có ăn gì hết. Dạ. Giờ sáng giờ chưa ăn, chưa ăn đâu dám uống thuốc lại nè. Dạ. Dạ con chào ngoại. Ngoại bán gì vậy ngoại? Bán mắm. Dạ. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 25 hay là 26 gì đó. Dạ tháng 8 năm 2024. Hiện tại bây giờ thì em đang ở tại là huyện Thành Phú, tỉnh Bến Tre. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì em sẽ mời cô chú anh chị cùng đi đến một cái ngôi chợ tiếp theo có tên là chợ Hát Bản Trắng. Dạ cái tên này, chợ này cũng khá là lạ. Dạ thì đây là một cái ngôi chợ nhỏ, thành ra là em nghĩ là người khó khăn chắc có lẽ cũng ít. Dạ nhưng mà trong buổi sáng ngày hôm nay thì em đã có duyên đến chợ này thì em cũng sẽ xin phép thay mặt tấm lòng của chị Thủy là một nhà hảo tâm ở Mỹ mà em còn giữ số tiền của chị ấy là 200.000 ở đây. Dạ thì em cũng sẽ thay mặt chị để hỗ trợ đến với hoàn cảnh khó khăn tiếp theo. Bên cạnh đó thì em sẽ xin phép sử dụng tới 1.000 đô của anh G và T ở tại Mỹ, tương đương với 25.230.000 mà em nhận tấm lòng của anh ấy. Hai anh ấy thì em dùng trước 10 triệu của anh ấy để gửi đến cho bà con khó khăn lớn tuổi ở tại chợ này. Dạ thì bây giờ em sẽ mời cô chú anh chị cùng đi vào trong chợ chung với em. Tuy nhiên thì em mới tới đây thì em thấy có một bác mời em vé số. Thấy bác ấy chạy một chiếc xe cũng rất là tan tành rồi, thành ra là em cũng sẽ xin phép chị Thủy hỗ trợ cho bác ấy trước. Dạ con mời bác ạ. Dạ bác năm nay bác được mấy mươi rồi? Dài tháng nữa 70 rồi con. Dạ bác ơi, bác có thể cởi che khẩu trang nói chuyện với con xíu nghe. Dạ, cảm ơn con. Dạ bây giờ một ngày bác bán được bao nhiêu tờ? Bác có 58 mà con. Dạ 180 ha. Dạ. Con thấy bác đi chiếc xe có vẻ như là cũng lâu năm lắm rồi hả bác? Dạ dạ. Dạ. Con dạ. Chốc hết trơn nó không còn cái gì hết chứ. Dạ khổ mới bán vé số con. Dạ. Bác bán gì thì bác có lo cho ai trong gia đình không? Dạ vợ chú lẫn rồi. Dạ. Mấy đứa con nghèo giờ mà nuôi vợ. Dạ. Con. Dạ. Mà không dám ăn con ơi. Dạ. Bữa nay con xin đầu tiên là chị Thủy là một nhà hảo tâm ở Mỹ. Chị ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi như bác. Trời ơi, cảm ơn con. Dạ, thành ra đây là tấm lòng chị Thủy cho bác. Trời ơi, thôi vậy cảm ơn con ơi. Dạ, để cho bác đỡ phần nào vất vả trong cuộc sống nha. Dạ. Bên cạnh đó thì con sẽ xin phép anh G và T sẽ tặng cho bác một phần quà luôn. Trời ơi, thôi vậy cảm ơn con ạ. Bác có nhắn gửi gì với chị Thủy với anh G và T không? Dạ chú cũng cảm ơn cô Thủy đó con. Dạ. Vợ chú mà giờ lẫn rồi chú khổ quá sức nhưng mà không dám ăn rồi con. Dạ. Khổ. Dạ. Thì hy vọng với tấm lòng của ba anh chị giúp cho bác đỡ phần nào vất vả trong cuộc sống của mình nha. Thì cho chú cảm ơn mấy cô rồi cảm ơn con nữa rồi con. Cảm ơn bác. Nhà con hết sức. Dạ. Cảm ơn bác. Chúc bác sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong công việc nha. Thôi chú. Dạ. Chúc các cô đó với chú cũng may mắn rồi con. Dạ. Cảm ơn bác. Thôi bác đi bán tiếp nha. Thôi vậy cảm ơn con hết sức. Cảm ơn bác. Dạ. Đây cũng có một cái sạp gạo. Vậy là ở đây là em tới là ấp Thạnh Hòa, thị trấn Thành Phú, huyện Thành Phú, tỉnh Bến Tre. Đây có một sạp gạo khá là lớn nè. Chợ này thì nó nằm cách chợ thị trấn chắc đâu đó chắc khoảng 2 km thì phải. Nãy em mới vừa bước xuống thì em thấy bác ấy mời vé số cho một chiếc xe quay Trung Quốc mà nó nói chung là nó chỉ còn có cái sườn thôi đó. Dạ. Ngoài ra mấy đồ mũ thì nó bị rớt ra hết. Nãy em đã xin chị Thủy là 100.000, chị Thủy là 200. Để em cho phần tấm lòng của chị Thủy rồi. Thì là chợ này là chưa có bản hiệu thì bạn. Dạ con chào cô. Cô ơi cô bán gì vậy cô? Bán khoai mì. Dạ. Bán mắm tép, mắm cá.
Dạ. Khoai mì này là mình trộn với cái gì mà nó có màu vàng vàng vậy cô? Cái đó tại bữa nay nấu hơi khét. Dạ. Cô năm nay cô được mấy mươi rồi? Cô được 67 mấy rồi. Dạ, 70 mấy cô. 76. 76 rồi hả? Dạ. Bây giờ sức khỏe cô như thế nào? Cô cũng có, trời ơi, nó có khi nó cũng khỏe, khi nó cũng mệt vậy đó mà. Dạ. Dạ, là mắm tép hả cô hả? Ừ. Dạ. Mà một ngày mà cô bán cái này, nếu mà bữa nào mình hên lắm, mình trừ chi phí, mình còn được bao nhiêu cô? Trời ơi, vô giá, có bữa không có bán được keo nào hết trơn. Dạ. Ừ. Dạ. Ừ. Mà bây giờ hiện tại thì cô đang ở với ai? Cô ở với con nhỏ, con gái, cô có một đứa con. Dạ, con bác trai đâu rồi cô? Bác trai mất rồi. Dạ. Bữa nay thì con chia sẻ với cô ha. Ừ. Bữa nay là con thay mặt hai anh, Si và Ti, là hai nhà hảo tâm ở tại Mỹ. À. Thì hai anh ấy rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như cô. Thành ra ngày hôm nay hai anh ấy có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho cô. Dạ. Để cho cô bớt vất vả hơn trong cuộc sống của mình nha. Cô cảm ơn hết là bên anh ấy. Dạ. Và con đường nữa cho cô giàu sức khỏe. Dạ. Đang con có, con đi giúp đời là giúp cho người. Cho con có được khỏe, con đi giúp người. Cảm ơn cô. Chúc cô sẽ bớt vất vả hơn với tấm lòng của hai chú ấy. Hai chú ấy. Cô giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Dạ, con xin phép chào cô nha. Cảm ơn con. Cảm ơn cô. Dạ. Chào quay phim bả. Dạ, con chào ngoại. Ngoài ngoài bán gì ra ngoài? Bán thì cái vợ chồng già có nhiêu về đây thì tẩy sống. Dạ. Ngoài bán gia vị ha. À, dạ vậy. Con nhiêu đây thôi ha dạ, ngoại. Có nhiều già cái vốn liếng cũng không có được nhiều. Dạ. Tôi mổ tim thì đâu có mần gì nặng. Dạ. Thì vậy đó, chút xíu vậy. Dạ. Mệt tất mệt luôn rồi. Dạ. Ngoài năm nay ngoài được mấy mươi rồi? 85 tuổi. 85 rồi hả ngoại? Dạ. Là bây giờ ngoài ở với ai? Hai chồng già với cháu nội dâu đi nó bỏ. Dạ. Bỏ 7 tuổi nay được mẹ tôi nuôi được 12 tuổi rồi. Dạ. Còn ông ngoại ông thì giờ cũng nằm chỗ vậy. Dạ. Còn ngoại bán cái này một ngày thì ngoại được bao nhiêu? Ngày là được có cân 10 mấy ngàn, có cân thì bán ế không có ăn nào mà cũng phải đi bán vậy. Vậy là ngoại nhịn đói buổi sáng luôn đó hả? Chứ 17 ngàn lấy gì mà ăn? Chưa có ăn gì hết. Dạ. Giờ sáng giờ chưa có ăn, chưa ăn đâu dám uống thuốc lại nè. Dạ. Thuốc tim á, mổ tim 100 triệu. Dạ. Thì hôm nay con chia sẻ với ngoại nha. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên. Bữa nay con sẽ xin phép hai chú nhà hảo tâm ở bên Mỹ. Thì hai chú ấy rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà có cuộc sống vất vả như ngoại. Dạ. Thành ra ngày hôm nay hai chú tặng cho ngoại một phần lì xì nha, để cho ngoại ăn sáng, uống thuốc, cũng như là có chi phí lo cho ông ngoại ở nhà. Thôi vậy cảm ơn. Dạ. Biết chừng nào mà tôi đền ơn trả lại. Dạ. Dạ. Vậy cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Ngoại đếm giùm con ơi, hai chú tặng ngoại bao nhiêu? Dạ bao nhiêu ạ? Dạ 1 triệu. 1 triệu. Dạ. Theo ngoại thì số tiền này đối với ngoại như thế nào? Cái này thì để dành ăn gạo với uống thuốc. Dạ. Vậy cũng cảm ơn. Dạ. Tấm lòng của chú ở xa mà về đây để mà cho già mà bệnh hoạn vậy, tôi cũng rất cảm ơn. Dạ. Hy vọng với tấm lòng hai chú ở Mỹ ha, sẽ giúp cho ông bà ngoại bớt vất vả hơn trong cái cuộc sống của mình. Chúc ngoại phục hồi được phần nào hay phần đó nha. Cảm ơn nhiều lắm. Tôi cũng chúc cho mấy chú về ngoại cũng mừng ăn cho được thấm khá nhiều hơn. Cảm ơn ngoại. Dạ, thôi ngoại ăn sáng, ngoại uống thuốc nha. Cảm ơn. Tôi xin phép chào ngoại nha. Dạ, cảm ơn ngoại. Dạ con chào ngoại. Ngoại bán gì vậy ngoại? Tôi bán rau.
rau rồi vậy dạ đó. Bán bưởi với bán rau ha. Dạ rau với bưởi này là của ngoại mua bán lại hay đầu nhà? Cái bưởi này của Đồng Nai về chứ còn cái này thì hái đầu nhà đồ gì đó. Dạ ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi? Được sáu mấy tuổi rồi. Dạ ngoại được 68 không ngoại? Không mới có 63 tuổi. 63 thôi mà nhìn thấy ngoại khắc khổ lắm. Dạ bởi mình dân nhà nông mà. Dạ vậy là bằng cô thôi ha. Một ngày mà cô bán cái này cô trừ chi phí thì cô còn được bao nhiêu? Một ngày có khi bán có khi được 100, có khi thì không được cũng dạ. Có ít vậy đó cô ha. Dạ bị gì mà ở đây mình mận đâu phải như một những nơi khác đâu. Dạ. Kiếm được đồng tiền cực lắm. Dạ mà cô bán gì thì cô có lo cho ai trong gia đình không? Thì dụ gì cá mắm đồ cho mấy đứa nhỏ nó ăn vậy đó. Dạ, dạ thì có bữa thiếu vì có bữa. Dạ thì bữa nay con chia sẻ với cô ha. Bữa nay gặp cô là cái duyên ha. Bữa nay con xin phép thay mặt hai chú nhà hảo tâm ở bên Mỹ. Hai chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà có cuộc sống mưu sinh vất vả như cô. Thành ra ngày hôm nay hai chú ấy có phần lì xì nho nhỏ tặng cho cô nha. Dạ, dạ. Cảm ơn. Dạ. Bữa nay cô nhận được phần quà cô cảm giác như thế nào? Dạ, mừng lắm. Dạ. Cô có nhắn gửi gì với hai chú đó không? Dạ, không có mơn hai chú đó nhiều. Dạ, chúc cô gia đình sẽ có bữa cơm ngon miệng hơn dạ, với tấm lòng hai chú nha. Dạ. Dạ. Con xin phép chào dạ. Cô nha. Dạ. Dạ con chào ngoại. Ngoại ơi ngoại bán gì vậy ngoại? Bán mắm. Dạ ngoại bán mắm ha. Dạ ngoại ơi ngoại có thể ngoại cởi nón ngoại nói chuyện với con chút xíu nha. À ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi? 74 rồi. Bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào? Cũng khi khỏe thì khỏe mệt vậy đó. Dạ khỏe thì làm còn khỏe nghỉ thời gian dạ. Vậy đó. Vậy là ngoại bán mắm với hột gà hả ngoại? Bán mắm với hột gà. Dạ mắm với hột gà này là ngoại mua bán lại hay đồ nhà? Ở nhà tự mần. Dạ vậy là một ngày là ngoại bán như thế này á, nếu mà ngoại trừ chi phí luôn ngoại còn được bao nhiêu? Còn chừng bữa nào khi nào bán hết thì được còn 50-70 ngàn, bỏ ra này chi nọ ra còn 50-70 ngàn. Ít dữ vậy đó hả ngoại? Có keo vậy đó, có dạ. Từ sáng giờ bán có túi một. Dạ túi được bao nhiêu ngoại? 20. Túi này được 20 thôi ha. Túi nó có 15 mà. Túi này có 15 túi này là 20. Dạ vậy là tùy ít hay nhiều đó ha. Tùy ít nhiều. Dạ. Mà ngoại bán gì thì ngoại có lo cho ai trong gia đình không? Có mình không đủ ăn nữa có đủ luôn. Dạ là bây giờ ngoại ở với ai? Ở con mình à. À ông ngoại đâu rồi ngoại? Mất. Dạ còn con cháu đâu ngoại? Con cháu thì nó có vợ có chồng ở tư duyên hết. Dạ dạ con hiểu rồi. Thì hôm nay con chia sẻ với ngoại nha. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên ha. Bữa nay con xin phép thay mặt hai chú ha. Nhà hảo tâm ở bên Mỹ. Dạ đó là chú T và C. Dạ thì hai chú ấy rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi như ngoại. Thành ra ngày hôm nay hai chú ấy có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại để cho ngoại bớt vất vả hơn trong mấy cuộc sống của mình nha. Dạ cảm ơn ngoại đếm giùm. Dạ cũng chính lời chú cảm ơn chú luôn. Dạ ngoại đếm giùm con ra ngoài được bao nhiêu? 500. Dạ bữa nay ngoại nhận được phần quà ngoại cảm giác như thế nào? Cũng rất mừng. Dạ. Cảm ơn ngoại chú. Sẽ bớt vất vả với tấm lòng của hai chú đó nghe. Ngoại giữ gìn sức khỏe nghe ngoại. Dạ con xin phép chào ngoại nghe. Dạ cảm ơn ngoại. Dạ. Dạ con chào cô. Dạ cô ơi cô năm nay cô được mấy mươi rồi? 67 ha. Rau này của cô là cô mua bán lại hay đồ nhà? Cái này mua lại ạ. Dạ. Một ngày mà cô bán cái này cô trừ chi phí thì cô còn được bao nhiêu? À, bán hết thì kiếm được 100, không hết thì lỗ. Dạ. Chị trong nhà. Dạ, mà cô bán vậy thì cô có lo cho ai trong gia đình không? Dạ, ở chung cũng mấy đứa nhỏ mà nó dạ. Không có chồng. Dạ. Nó chung chung vậy nó cũng lo chung vậy. Dạ. Ủa chú ở đâu? Dạ, bác trai được mấy mươi rồi cô? Trai này gần 70. Dạ. Bữa nay thì con chia sẻ với cô ha. Bữa nay con thay mặt một nhà hảo tâm đó là hai chú ở bên Mỹ. Thì hai chú ấy rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi như cô. Thành ra ngày hôm nay hai chú có phần quà nho nhỏ tặng cho cô nghe. Của ít lòng nhiều. Hai chú chúc cô sức khỏe.
cảm ơn chú nhiều nha. Dạ, gặp nhiều may mắn trong công việc nha. Dạ, sao cảm ơn chú. Dạ, bữa nay cô nhận được phần quà, cô cảm giác như thế nào? Chị cũng rất là vui nè, cảm ơn nhà tài trợ nha. Cảm ơn cô. Cho cô gửi lời thăm sức khỏe đó chú hết. Dạ, cô giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, với tấm lòng hai chú. Dạ, xin phép chào cô nha. Chú trong này có người già, chú có vô cho được không? Dạ dạ thông cảm giùm con chỉ gửi người lớn tuổi thôi. Dạ. Dạ chợ này có nhiều tay thơ của chú anh chị. Cô năm nay cô được mấy mươi rồi cô? Dạ, 6 mấy tuổi. Dạ cô, 6 mấy cô? 6 mấy tuổi. Dạ, dạ cô thông cảm giùm con nha. Dạ. Dạ, chợ này thì cũng không có động, chỉ có bao nhiêu đó thôi cô chú anh chị ha. Dạ, con chào ngoại nha, con về nha. Dạ, con chào cô, cảm ơn cô. Cô năm nay cô được mấy mươi rồi? Dạ 64. Dạ con mời cô xích vô đây nha. Cô ơi cô cởi khẩu trang nói chuyện với con chút xíu nha. Dạ. Bây giờ một ngày cô bán được bao nhiêu tờ? Dạ bán 100 tờ. Dạ cô bán vậy thì cô có lo cho ai không? Dạ hen lo cho gia đình, cho bà già phải đó. Bà dạ. Già lớn tuổi phải không? Dạ. 82 tuổi. Dạ còn cô không có gia chồng con hả? Dạ có chồng mà chồng cũng bệnh ghề đi bán giấy số chú. Dạ. Dạ. Bữa nay gặp cô là cái duyên ha. Dạ dạ. Con sẽ xin phép hai anh nhà hảo tâm ở bên hai chú nhà hảo tâm ở bên Mỹ. Dạ. Để tặng cho cô một phần quà nho nhỏ nha. Dạ dạ. Của ít lòng nhiều. Dạ. Hai chú đó chúc dạ. Cô sức khỏe. Dạ. Và cùng với gặp may mắn trong cái công việc của mình nha. Dạ. Bữa dạ. Nay cô nhận được phần quà, cô cảm giác như thế nào? Dạ vui dữ lắm, mừng lắm mà chú. Dạ cảm ơn nhà tài trợ, phải nói chúc nhà tài trợ làm ăn phát đạt. Cảm ơn cô. Dạ. Dạ chúc cô sẽ bớt vất vả hơn dạ, trong cuộc dạ. Sống của mình. Dạ. Với tấm lòng hai chú nha. Dạ dạ cảm dạ. Ơn hai chú. Mình xin phép chào cô nha. Dạ. Dạ. Rồi em sẽ tổng kết lại trong số tiền 10 triệu của em mang theo là tấm lòng của anh Di và Ti, và trong tổng số tiền là 25.230.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56.
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. 72 là em gửi 2.8 triệu. Dạ. Em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng của hai anh hỗ trợ đến với những hoàn cảnh đến với những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi trong khoảng thời gian tiếp theo. Chân thành cảm ơn tấm lòng hai anh cũng như chị Thủy và cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Chúc nhà hảo tâm sẽ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc của mình và sẽ luôn có những cái sự thuận lợi để tiếp tục giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo tại Việt Nam. Chào tạm biệt cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video gần nhất. Cảm ơn cô chú anh chị nhiều lắm.